chai hơn, iPhone 11 sử dụng hệ thống quản lý mới giúp pin lâu bị chai hơn so với thế hệ trước đây. Hệ thống này sẽ theo dõi nhu cầu sử dụng năng lượng của iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max và sẽ điều chỉnh hiệu suất theo thời gian thực. Theo đó, hệ thống mới hiện đại hơn nhiều so với trước đây, cho phép iPhone giảm thiểu tác động của pin tới hiệu suất. Chưa rõ mức độ giảm thiểu này là bao nhiêu vì nó còn tùy thuộc vào nhiều nhân tố, trong đó có cách thức sử dụng và số lần sạc pin. Tuy nhiên đây được xem là động thái tích cực của Apple sau bê bối làm chậm iPhone cũ cách đây không lâu. Tháng 12 năm 2017, Apple thú nhận đã chủ động làm chậm iPhone cũ mà không thông báo cho người dùng. Người dùng iPhone đã rất tức giận về điều này, nhiều vụ kiện Apple nổ ra khắp nơi. Về cơ bản, hệ thống quản lý năng lượng mới của iPhone sẽ theo dõi mức năng lượng cần tiêu thụ, mức sử dụng và điều chỉnh tự động. Về kỹ thuật, hệ thống này giúp giảm mức chai pin hiệu quả hơn nhiều so với trước đây. Tất nhiên trên lý thuyết mọi thứ đều rất tốt nhưng thực tế pin sẽ mất dần năng lượng theo thời gian, trên iPhone 11, quá trình này sẽ chậm hơn nhiều.